Day. Rất vui được gặp lại các khán giả của chương trình Đẹp 24/7. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những tiêu chuẩn về vẻ đẹp như là đôi mắt to, mũi cao, cằm thon thì một đôi môi căng mọng tràn đầy sức sống cũng là niềm ước mong của nhiều người phụ nữ. Tuy nhiên không phải là ai sinh ra cũng có được một đôi môi tươi tắn tự nhiên như vậy mà chúng ta sẽ phải cố gắng chăm sóc rất nhiều và dành nhiều thời gian để trang điểm đôi môi mỗi ngày. Làm thế nào để có được một đôi môi tự nhiên cũng là chủ đề ngày hôm nay. Và ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ chuyên gia của chương trình. Chuyên gia Tô Thị Phượng, Giám đốc thẩm mỹ Hồng Kông, 51 Hàng Gà, Hà Nội. Xin chào chị Tô Thị Phượng. Chị Tô Thị Phượng đã nổi tiếng là một chuyên gia trong lĩnh vực phun mắt môi lông mày. Và rất vui vì ngày hôm nay chị đã đồng hành cùng với chương trình để chia sẻ với quý vị khán giả cách để chúng ta có được một đôi môi tươi tắn rạng rỡ. Xin chào Mai Anh. Xin chào quý vị khán giả. Chị Phượng thân mến, thường với phụ nữ khi mà nói về cái đẹp, chúng ta sẽ thường để ý vào đôi mắt và đôi môi. Đôi mắt thì khi trang điểm chúng ta có thể giữ nguyên cả một ngày, nhưng mà đôi môi thì nhiều khi sẽ bị phai màu son bởi vì chúng ta giao tiếp này, chúng ta ăn uống. Vậy chúng ta có cách nào để giữ được đôi môi lúc nào cũng tươi hồng và căng mọng tràn đầy sức sống không ạ? Da thì trên khuôn mặt phụ nữ, mắt môi lông mày đều là những cái nét rất rất quan trọng ngoài nước da. Cái đôi môi nó gợi cảm, nó tạo nên cho phụ nữ một cái vẻ tự tin. Một cái khuôn mặt mà có một đôi môi hồng thì làm cho cái khuôn mặt người phụ nữ rạng ngời, đẹp và tươi thắm. Thế cái đôi môi ấy mà nó thâm hoặc nó nhợt nhạt ấy thì quả thật là nó không hấp dẫn. Rất nhiều cách để tạo hình đôi môi, mà cũng nói thật là phụ nữ không phải sinh ra ai cũng có một cái khuôn môi trái tim đẹp, ai cũng có một cái môi mà nó phù hợp với khuôn mặt. Có người thì quá dày, có người thì quá mỏng. Mỏng thì ta có thể khắc phục là phun nó dày hơn một chút. Còn dày quá người ta có thể áp dụng cái phương pháp là tạo hình cho đôi môi nó thu gọn một chút. Như vậy thì nó sẽ phù hợp với từng cái khuôn mặt của từng chị em phụ nữ. Dạ. Khi mà chúng ta phun môi xong thì có một cái lưu ý nào đó để giữ được hiệu quả đôi môi luôn luôn đẹp như là lúc mới phun không ạ? Phun xong thì bạn không nên đi biển hoặc đi nắng. Như thế thì cái môi nó đang da non thì ánh nắng mặt trời nó vào thì quả thật là nó cũng không có lợi. Với lại khi phun xong thì mình nên giữ gìn vệ sinh, tức là trong khoảng 5 ngày thì 5 ngày đầu thì bạn ăn uống, bạn có thể rửa môi, rửa miệng bằng nước lọc. Rồi bạn chấm khô sạch sẽ thôi. Thực ra thì ngày xưa nó có nhiều khi kỹ thuật ấy, nó không được đảm bảo thì xăm môi quả thật là một cái vấn đề mà nó cũng hơi khó khăn với chị em phụ nữ. Nhưng bây giờ thì công nghệ rất cao, mực chính hãng của Mỹ và cái kỹ thuật thì rất là điêu luyện rồi. Hiện nay ấy, thì ở thẩm mỹ Hồng Kông đang sử dụng cái mực biotech của Mỹ. Các bạn chỉ phun xong sau khoảng 3-4 ngày thì 5 ngày thì các bạn có một đôi môi rất là đẹp, rất là mọng và rất là hấp dẫn. Dạ. Vâng ạ, xin được hỏi riêng chị Phượng một câu, với đôi môi của Mai Anh thì chị có tư vấn gì để đôi môi của Mai Anh sẽ trở nên tươi tắn rạng rỡ hơn ạ? Bạn có thể phun màu hồng cam hoặc đỏ cam, có phủ bóng collagen, có cái lớp bóng bên ngoài và mình sẽ tạo hình cho bạn một cái đôi môi gợi cảm. Rất là hấp dẫn. Vậy là bây giờ nếu em muốn xin phép chị để có thể thực hiện, để có thể trải nghiệm cái liệu trình này thì chị sẵn sàng chưa? Rất sẵn sàng. Xin cảm ơn những chia sẻ của chị Phượng. Cảm ơn mẹ. Thưa quý vị, và để biết liệu trình phun môi như thế nào, xin mời quý vị hãy cùng đồng hành với Mai Anh ngay bây giờ nhé. Một đôi môi rạng rỡ và sự tự tin chính là những điều mà Mai Anh có được sau trải nghiệm ngày hôm nay. Và hy vọng rằng qua chương trình của chúng tôi thì quý vị cũng đã có thêm kinh nghiệm để luôn rạng rỡ và tự tin như Mai Anh nhé. Và thời lượng dành cho chương trình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
Để có cơ hội sở hữu phần quà từ chương trình Đẹp 24/7, các bạn hãy nhanh tay gửi ảnh về cho chương trình theo địa chỉ hòm thư đẹp247.vtv@gmail.com. Hàng tuần, chương trình sẽ dành tặng một phần quà hấp dẫn và duy nhất cho bức ảnh được đánh giá là đẹp nhất. Chúc các bạn may mắn!